chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đông Vương. Và hiện tại thì mình đang ở bến xe ở Berlin. Và bây giờ thì trời đã gần tối rồi, đêm nay thì mình sẽ ngủ ở trên xe và tạm biệt Berlin. Điểm đến tiếp theo của mình sẽ là thành phố Vilnius của Litva. Hành trình của mình sẽ kéo dài 18 tiếng và mình đã trả 36 euro cho hành trình lần này. Sau một đêm dài ở trên xe thì mình đã đến với thành phố Vilnius của Litva. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển về khách sạn và review phòng cho các bạn xem nhé. Hostel của mình có tên là Jamaica và mình đã trả 9,9 euro cho một đêm nằm ở cái khách sạn này. Cái hostel này thì nằm ở gần trung tâm thành phố, rất gần với lối vào của phố cổ Vilnius. Chỗ cũng khá là địa điểm cũng khá là ok. Phòng của mình là 204. Và ở đây thì mình có một tủ đựng đồ nhưng mà nằm ở bên ngoài, cái này thì hơi bất tiện một chút. Và lưu ý là các bạn phải tự chuẩn bị khóa đi để bảo quản hành lý của mình nhé. Bây giờ thì vào phòng như này. Ở đây thì giường được ngăn cách với nhau bằng những tấm rèm như thế này. Mỗi giường thì có một tủ nhỏ. Còn đây là view của phòng mình. Ra đây đơn giản chỉ là họ kê mấy cái hộp nhựa ở bên dưới, sau đó đặt đệm và trải ga lên thôi, nên là trở thành một cái giường rồi mà nó không được chắc chắn và thoải mái cho lắm. Còn đây là khu vực phòng tắm và nhà vệ sinh nó chung với nhau. Điểm này thì mình cũng không thích lắm, khi mà hai người thì sẽ một người đi tắm thì sẽ người khác sẽ không đi vệ sinh được, điểm này mình không thích lắm, trông nó khá là cũ nữa. Tiếp đến là khu vực bếp và không gian sinh hoạt chung, thì các bạn có thể tự mua đồ về sau đó dán tên của mình và để trong tủ lạnh nhé. Có thể ở đây có thể tự nấu ăn, các bạn nhìn thấy có bếp, có đầy đủ các dụng cụ nấu ăn, có lò vi sóng các kiểu. Còn bây giờ thì mình sẽ ra ngoài khám phá thành phố để xem có gì không. Bây giờ đây đang là lối vào của phố cổ này. Hostel mình ở thì chỉ cách phố cổ khoảng tầm 300m thôi, khá thuận tiện để đi tham quan thành phố.
một quán ăn. Ở trên đường đi lang thang ngắm cảnh thành phố thì mình có nhìn thấy một quán khá là hay ho. Ở cái nhà hàng này thì nằm ở cuối con đường từ phố cổ đi ra quảng trường nhé. Quán trang trí cũng khá là đẹp và có kiến trúc cổ cổ nữa. Mình phải vào ở trong sảnh và đứng đợi xếp hàng, đợi nhân viên ra để kiểm tra xem đã tiêm chủng chưa, rồi mới được vào và xếp bàn cho. Menu thì khá đa dạng mà giá cả cũng khá là hợp lý. Mình có gọi một cốc bia của địa phương trong lúc chờ món ăn nhé. Mình bắt đầu với một món súp lạnh ăn cùng với khoai tây. Và món súp này có các loại rau, hành và đặc biệt là có thì là nên là tạo mùi rất là đặc trưng và ăn khá là lạ miệng và cũng ngon đó. Còn món chính của mình là đùi heo nướng ăn cùng với khoai tây nghiền, cà chua, dưa chuột, muối và một bát salad nhỏ cùng với sốt đi kèm nữa. Thịt heo khá là mềm, nướng chín tới, ăn cùng với sốt và rau cho đỡ ngán, ăn cũng khá là ok nha. Và đây là món ăn đắt nhất trong menu của nhà hàng. Đây là lần đầu tiên mình làm chuyện đó. Giá của nó là 14 euro. Lời khuyên của mình là nếu mà các bạn mà chọn món ăn này thì các bạn nên là đi 2 người, tại vì mình ăn không có hết. Đây, chào các bạn. Bây giờ mình đang đi bộ như tricky lên thì các bạn sẽ xin cho mình. Và trời cũng là đẹp nữa nên là mình quyết định sẽ đi bộ ngắm cảnh và leo núi. Đích đến của mình sẽ là tòa lâu đài ở bên trên kia nha. Khi mà leo lên đó thì các bạn có thể ngắm toàn cảnh của thành phố. Và xin mời các bạn đi theo với mình. Đường lên thì hơi dốc một chút. Mà ngại leo lên thì ở đây có thang máy nhá, đi từ dưới lên, hình như là 2 euro cho một người để di chuyển từ dưới chân lên đến trên này. Lên đây thì các bạn sẽ được ngắm, có một tầm nhìn siêu đẹp, ngắm toàn cảnh thành phố luôn. Xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng. Thì lại bò xuống nào, hoặc là đi thang máy xuống, lại mất thêm 2 euro nữa. Ở đoạn trước thì các bạn đã đi qua được sơ sơ vài điểm tham quan của thủ đô Vilnius của Litva rồi. Không biết các bạn có cảm nhận như thế nào? Với ý kiến cá nhân thì mình thấy Vilnius thì là một thành phố khá là nhỏ và cổ của Litva. Thì lúc trên đường từ bến xe về khách sạn có những đoạn đường này mình thấy như kiểu mình đang ở Việt Nam chứ không phải đang đi du lịch một đất nước châu Âu ạ. Tại vì đường khá là nhỏ, cũng không có nhà cao tầng mà trông lại cổ cổ nữa nên tạo cho mình cảm giác như vậy, cảm giác ban đầu là như vậy. Và đi vào trong khu phố cổ thì cũng thấy khá là sạch sẽ, cũng có nhiều ngôi nhà được giữ nguyên vẹn từ thời xưa nữa. Và cũng có nhiều xe buýt cổ trông cũ cũ và có cả hệ thống xe buýt hiện đại nữa. Lời khuyên của mình là nếu mà các bạn đi thăm Vilnius thì chỉ nên ở đây khoảng tầm 2 ngày một đêm là đã đủ rồi. Tại vì thành phố khá là nhỏ, các điểm tham quan thì nằm cũng gần nhau, các bạn chỉ cần đi bộ một chút là hết rồi. Còn về giá cả thì ở đây cũng khá là rẻ so với mặt bằng chung ở các nước châu Âu khác. Về ăn uống hay là khách sạn thì cũng khá là thoải mái. Thời gian còn lại thì mình đi lượn lờ ngắm thêm ngắm phố cổ của Vilnius một lần nữa. Hôm qua trời mưa quá, hôm nay trời đẹp hơn nên là trông phố xá nó đẹp hơn hẳn. Bây giờ mình sẽ đi tìm một quán cà phê nhỏ nhỏ nào vào ngồi uống. Bây giờ ngoài trời hơi lạnh, chỉ có tầm 0 độ thôi. Chiều tối thì mình đã quay lại khách sạn để lấy đồ và di chuyển tiếp đến thành phố tiếp theo.
một đất nước mới. Các bạn hãy chú ý đón xem tập tiếp theo của mình trong hành trình khám phá châu nhé. Còn bây giờ thì xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.